Từ những lợi thế về sản xuất nông nghiệp của huyện, Hội Nông dân huyện Yên Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền nông dân đầu tư thâm canh, áp dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị cây trồng, đồng thời nhân diện rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững. Hội Nông dân huyện Yên Châu đã tập trung hỗ trợ hướng dẫn nông dân xây dựng nhiều mô hình điểm trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và liên kết sản xuất đã nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra chuỗi liên kết giá trị bền vững Hiện nay, huyện Yên Châu đã có 32 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp được cấp chứng nhận Việt Gáp với 786,9 ha, quản lý 7 mã số vùng trồng cây ăn quả với 1.140 ha đủ điều kiện xuất khẩu. Toàn huyện có khoảng 1.000 ha diện tích cây ăn quả được tưới bằng công nghệ nhỏ giọt. Công tác quảng bá xúc tiến thương mại được tăng cường, bước đầu hình thành được chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm quả, từ đó giúp nông dân sản xuất, tiêu thụ, nâng cao thu nhập. Hội nông dân huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trên 500 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho nông dân với 25.600 lượt hội viên nông dân tham gia. Qua đó chất lượng các sản phẩm nông dân làm ra đảm bảo chất lượng. Hàng năm, sản phẩm quả xoài, nhãn, mận hậu, chuối, chanh leo của huyện Yên Châu đã được xuất khẩu sang các thị trường và tiêu thụ trong nước.